Chùa Mạo Vân trước ngày khai hội thực sự là điểm đến hấp dẫn ấn tượng với nhiều du khách thập phương. Chỉ trong 7 ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, Chùa Mạo Vân đã thu hút trên 16.000 lượt khách về tham quan vãn cảnh, dâng hương Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là lần đầu tiên tôi đến Chùa Mạo Vân, tôi thấy phong cảnh ở đây là rất là hoang vu thô sơ, đẹp và về môi trường rất là sạch sẽ, phong cách phục vụ rất là chu đáo. Có cáp treo đi lên để phục vụ bà con, để cho bà con đi lại rất là thuận tiện. Và công tác an ninh ở đây là cũng rất là tốt. Mạo Vân là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Và cũng chính vì lẽ đó, Mạo Vân được coi là quần thể chùa tháp quan trọng bậc nhất trong quần thể chùa tháp của kinh đô Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Lễ khai hội Xuân Mạo Vân năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, tức ngày 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Lễ hội Xuân Mạo Vân là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội Xuân Mạo Vân năm 2018 diễn ra trong 3 tháng tại quần thể di tích Mạo Vân từ ngày 9 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Tại lễ khai hội Xuân Mạo Vân năm 2018 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như gióng trống thỉnh chuông khai hội, nghi lễ tâm linh. Đặc biệt, phần hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Để lễ hội Xuân Mạo Vân năm nay được tổ chức thành công, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Trong đó, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội Xuân Mạo Vân, Công an thị xã Đông Triều đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan, huy động tối đa về lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời điểm trước, trong ngày khai mạc và suốt thời điểm mùa lễ hội diễn ra. Cùng với đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường quản lý, đảm bảo tốt nhất cho lễ hội diễn ra. Đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên toàn tuyến. Ví dụ khu dưới thì lắp 4 nhà vệ sinh di động tại dưới sân để xe. Thế và trên các tuyến đường đi thì đã lắp hơn 20 cái thùng rác công để bà con khi đi có rác chúng ta bỏ vào thùng cho thuận tiện, đảm bảo vệ sinh chung, duy trì thường xuyên để đảm bảo vệ sinh môi trường cho du khách thập phương đến. Đối với thị xã Đông Triều thì năm nay là năm thứ 3 diễn ra cái lễ hội truyền thống vào ngày 9 tháng Giêng. Đến giờ phút này thì về công tác chuẩn bị cho lễ hội chúng tôi thấy là đã hoàn tất. Đặc biệt năm nay thì quan tâm đến mấy cái việc. Một là công tác vệ sinh môi trường, nó cũng phù hợp với cái chủ đề năm. Vệ sinh môi trường năm nay chúng tôi chỉ đạo không phải chỉ ở khu vực lễ hội mà toàn thể các cái thôn khu gắn với cái việc là ngày phát động ngày Chủ nhật xanh. Cái thứ hai là đảm bảo về an ninh trật tự. Thì trong đó có quan tâm đến cái việc là không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan. Rồi đặc biệt là không để xảy ra việc mất trộm cắp. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, đặc biệt là các hoạt động văn hóa dân gian nó cũng gắn với trùng với đồng thời với cái hoạt động của cái năm du lịch Hạ Long Quảng Ninh 2018. Lễ hội Xuân Mạo Vân năm 2018 là dịp để nhân dân và du khách thập phương hành hương về thánh địa của thiền phái Trúc Lâm, nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm nhập Niết Bàn hóa Phật. Với sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn lễ hội Xuân Mạo Vân sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, văn minh trong lòng du khách.